Chào mừng các bạn đến video Kaizen của Trần Đình Cửu. Thưa các bạn, trong quá trình tư vấn, tôi đã nghe rất là nhiều các cấp quản lý trung gian, lãnh đạo và thậm chí cả CEO. Họ nói với nhân viên của họ như thế này, xin đừng làm phiền tôi vì những việc mà cải tiến vặt vãn nho nhỏ tại hiện trường. Các bạn cứ làm đi, còn tôi tôi có quá nhiều việc quan trọng phải làm. Thưa các bạn, cái tư duy như vậy là một cái điều rất nguy hiểm làm cho doanh nghiệp của chúng ta không phát triển được là lãnh đạo là CEO tôi kêu gọi các bạn hãy hình dung này từ lúc chúng ta nhận được yêu cầu của khách hàng cho đến cái thời điểm mà chúng ta chuyển giao sản phẩm dịch vụ thì các bạn hãy tưởng tượng đó là một cái dòng chảy thì các bạn cần phải quản lý như thế nào để dòng chảy đó là trôi chảy nó phải linh hoạt nó phải nhẹ nhàng nó phải nhanh chóng để chúng ta mang lại sản phẩm giá trị cho khách hàng như vậy có nghĩa là bất cứ một điều gì bất cứ một việc gì ngăn cản cái dòng chảy làm gián đoạn dòng chảy, đó là sự lãng phí. Mà thưa quý vị, ở trong công ty của các bạn cái dòng chảy đó đó nó có rất nhiều ly ti những cái điểm mà làm ngắn nó làm gì ạ? gián đoạn, nó cản trở ở dòng chảy. Đấy, ở mỗi một nơi mỗi nơi một tí như vậy tích lũy lại nó rất nguy hiểm. Do đó, chúng ta là lãnh đạo, chúng ta cần phải kêu gọi mọi người thúc đẩy mọi người và hỗ trợ và kiểm soát tất cả mọi người phải thực hiện những cái cai riêng nho nhỏ loại bỏ đi những cái mà làm gián đoạn cái dòng chảy đó ở tất cả mọi nơi làm việc thì lúc đó chúng ta mới đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng vậy thì chúng ta cai gen ở hiện trường đó như thế nào các bạn hãy lắng nghe nha. kính thưa các bạn qua 26 năm kinh nghiệm tư vấn tôi biên soạn cuốn sách cai gen cải tiến hiện trường hiệu quả tức thì sách gồm có 3 phần phần thứ nhất tại sao chúng ta phải cai gen nếu không cai gen nguy cơ phá sản chúng ta rất là cao phần thứ hai là cai tư duy doanh nghiệp muốn cải tiến thì lãnh đạo và tất cả mọi người chúng ta phải cai gen tư duy chúng ta thực sự muốn thay đổi và phần thứ ba là cai gen hiện trường tôi chia sẻ các cái công cụ để chúng ta áp dụng ngay tại hiện trường tôi cung cấp cho các bạn 315 cái câu hỏi để chúng ta đi vào các cái công đoạn sản xuất và các cái nghiệp vụ đó chúng ta hỏi kích thích đã ý tưởng Kaizen hiệu quả tức thì các bạn. Đặc biệt tôi chia sẻ các bạn 279 cái giải pháp cắt giảm lãng phí. Đó là những lãng phí liên quan tới lãnh đạo, marketing, thiết kế, mua hàng, bán hàng, sản xuất, QC, bảo trì, bảo dưỡng, tuyển dụng, đào tạo về nguồn nhân lực, rồi các loại phí liên quan tới kế toán đến thu hồi công nợ và kiểm soát hàng tồn kho. Tất cả những cái chuyện này giúp cho các bạn cắt giảm lãng phí để chúng ta nâng cao được lợi nhuận. Và các bạn cắt giảm các lãng phí đó, các bạn sẽ làm cho cái dòng chảy sản xuất của các bạn ấy và cái dòng chảy công việc của chúng ta nó rất là trôi chảy, nó linh hoạt và nó nhanh nhẹn, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng các bạn. Vậy các bạn hãy nhanh tay đăng ký cái cuốn sách sen này. Và kèm theo cuốn sách này tôi sẽ tặng cho các bạn một cái chương trình rất đặc biệt Đó là chương trình 13 tuần Kaizen Nâng cao được lợi nhuận các bạn Và mỗi một tuần chúng ta học một buổi qua Zoom các bạn nhé Cái chương trình 13 tuần Kaizen nâng cao lợi nhuận này Trị giáo của nó là 3 triệu đồng Tôi thân tặng miễn phí cho những anh chị nào mua cuốn sách Kaizen qua đường link được gửi kèm theo và thưa các bạn, kinh phí mua cuốn sách này chỉ bọn viện có 200.000 đồng mà thôi. Vậy anh chị hãy nhanh tay đăng ký các bạn nhé. Với ước nguyện muốn giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cây cho thật tốt, anh chị hãy giúp tôi chia sẻ cái video và cái đường link mua sách này cho các bạn bè có liên quan muốn áp dụng Kaizen để hiệu quả thông qua những cái cách thức được chia sẻ trong cuốn sách và đặc biệt qua cái chương trình 13 tuần Kaizen để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúc các bạn thành công